Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Gỗ An Cường. Trong thời gian vừa qua thì An Cường nhận được rất là nhiều yêu cầu tư vấn về giải pháp của khách hàng là làm sao để một không gian nhỏ hẹp nhưng đẹp mắt, đầy đủ tiện nghi, đảm bảo công năng sử dụng cho cả gia đình. Chính vì thế mà hôm nay Châu sẽ mời các bạn cùng khám phá một căn hộ studio 38m2 để xem với 38m2 thì An Cường sẽ cung cấp những giải pháp gì. Mời các bạn. Vừa vào thì Châu thấy tông màu chủ đạo của căn hộ này đó là màu xanh nhạt kết hợp với màu vân gỗ cùng với màu sàn sáng màu, tạo cho chúng ta cảm giác thật là dịu mát trong những ngày nắng nóng như thế này. Và tất cả nội thất ở đây được sử dụng bằng ván An Cường kết hợp với đồ nội thất rời của An Concept. Và khu vực bên đây chúng ta thấy có cả một kệ xài cho cả gia đình và cả hệ thống video call rất là hiện đại. Để xem khu vực khác sẽ được bố trí như thế nào nhé. Với diện tích khá là khiêm tốn nhưng mà An Cường cung cấp cho chúng ta một không gian bếp rất là hiện đại và xinh xắn. Tông chủ đạo của con bếp này đó là màu xanh pastel với bề mặt mờ mịn chống bám vân tay, giúp chị em chúng ta dễ dàng vệ sinh khu vực này. Và đây cũng là một trong 16 màu nằm trong bộ sưu tập Laminate Locker mới nhất của An Cường. Các bạn có thể chọn màu theo cá tính hoặc là có thể phối chúng lại với nhau. Bên trong hệ tủ chúng ta có thể thấy có rất nhiều ngăn được thiết kế rất tiện lợi. Phía trên bếp từ là máy hút bụi Maluka được giấu vào bên trong, đảm bảo công năng và tính thẩm mỹ. Hệ tủ bên cạnh được thiết kế nâng lên hạ xuống rất dễ dàng, kết hợp với hệ thống đèn LED cảm biến tắt mở tự động. Hoặc những góc như thế này cũng được tận dụng triệt để khi kết hợp với các phụ kiện kệ góc xoay, dễ dàng lấy đồ vật khi cần. Khu vực chậu rửa, vòi rửa của Maluka, phía trên được bố trí kệ chén dĩa của Imodex. Còn đây là hệ tủ rộng nhất trong không gian bếp, các bạn có đoán được đây là thiết kế gì không ạ? Không gian bếp mặt này là nơi chứa chiếc tủ lạnh Maluka, giúp cho không gian bếp của chúng ta đồng bộ và sang trọng hơn. Với những không gian nhỏ như thế này, thường thì chúng ta sẽ tận dụng bàn của phòng khách để làm bàn ăn. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể thấy một bộ bàn ăn gồm 4 ghế. Đây là một giải pháp tuyệt vời của An Cường đúng không ạ? Và một điều đặc biệt nữa mà Châu nghĩ là gia chủ sẽ rất là thích bởi chiếc gương thông minh này đây, thì ngoài việc soi gương, chúng ta có thể đọc báo, nghe nhạc và xem tin tức. Và khu vực tiếp theo là khu vực mà Châu rất là mong đợi, đó là khu vực phòng khách. Phòng khách với gam màu xám chủ đạo, điểm nhấn sẽ là tường được phủ bề mặt laminate với kiểu vân bê tông. Không gian này được bố trí một bộ sofa bed màu đen đến từ A-Concept, lý tưởng cho khu vực sinh hoạt không gian nhỏ, đa chức năng. Gọi là sofa bed thì chúng có thể gập xuống như chiếc giường như thế này. Một điểm nhấn trong không gian này chính là kệ tivi nhỏ gọn nhưng nhìn rất tinh tế. Chúng ta có thể trang trí theo sở thích với cửa tủ linh hoạt như thế này. Một không gian nữa mà chắc chắn các bạn sẽ ngạc nhiên, được tách biệt với phòng khách bằng chiếc rèm tự động gam màu nâu nhạt. Có hai chế độ xoay tạo không gian riêng tư bên trong. Đây là một không gian rất đa năng, vừa có thể là phòng làm việc, vừa có thể là phòng thay đồ. Với tủ kính tối màu khiến không gian trở nên rộng và sang trọng hơn, vừa có thể là phòng ngủ riêng của gia chủ. Các bạn đang thắc mắc gọi là phòng ngủ nhưng không thấy giường ở đâu đúng không ạ? Nó ở đây, Châu sẽ cho các bạn xem. Đây là một thiết kế thông minh, khi cần mình hạ xuống thành giường, khi không dùng mình có thể nâng lên thành một cái bàn học hay là cái bàn làm việc và tận dụng được một khoảng không gian bên dưới cho bé chơi hoặc là tập thể thao tại nhà. Mặc dù căn hộ khá khiêm tốn về diện tích nhưng An Cường tách biệt khu vực vệ sinh làm hai không gian riêng biệt và vẫn đủ cho một chiếc bồn tắm lớn như thế này thì đúng là một giải pháp thiết kế thông minh đúng không ạ? Với những căn hộ có diện tích nhỏ như thế này chắc chắn sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai. An Cường đã vừa giúp các bạn tìm hiểu qua một trong những giải pháp thiết kế. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, các bạn có thể đến showroom An Cường tại số 39 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sa La, quận 2, Hồ Chí Minh. Và các bạn cũng đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của An Cường nhé để có thêm những thông tin hữu ích cho căn nhà của mình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé.